Nếu như anh em không mua iPhone 15 Pro Max thì đây chắc chắn là con điện thoại đáng mua nhất, Galaxy S24 Ultra. Nhiều anh em nghe tới đây sẽ bảo rằng là ui, Samsung thì cấu hình thì thấp, rồi tấu hóa, hiệu năng thì kém này, nhưng mà giá thì lại cao vô cùng. Tại sao không lại recommend mấy con điện thoại của Trung Quốc, ví dụ như là Vivo hay là Oppo hay là OnePlus hoặc kiểu như thế chẳng hạn. Thì nói thật là Samsung chưa bao giờ là nhất ở một vài yếu tố, nhưng nếu mà anh em đang cần một con điện thoại nó hoàn hảo, nó toàn diện thì Galaxy S24 Ultra chính là một con điện thoại vô cùng toàn diện nếu anh em cần. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review một cách chi tiết hơn và chỉ ra cho các bạn những cái điểm yếu, chỉ ra những các bạn bất điểm bất cập và ưu điểm của con S24 Ultra này nhá. Ok, cùng mình đi vào với nội dung chính luôn. Cái điểm đầu tiên ở trên con Galaxy S24 Ultra đó là bây giờ mức giá của nó quá tốt anh em ạ. Con này thì anh em có thể mua ở cửa hàng One World Buy, mình thấy có khá là nhiều phiên bản, nhưng mà nếu anh em mua phiên bản thấp nhất bây giờ thì mức giá của nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 2-3 triệu rưỡi mà thôi. Và mình phải nói thật, đây là một trong những con flagship Android đầu bảng mà có một mức giá rất dễ tiếp cận, mà đặc biệt nó lại là hàng chính hãng được bảo hành toàn diện tại Việt Nam nữa thì càng an tâm hơn, đúng không? Ngoài ra nhé, anh em đang dùng các dòng Samsung hoặc iPhone là muốn lên đời Galaxy S24 Ultra thì ở One Way Wide anh em sẽ được trợ giá lên đến là 2,5 triệu đồng luôn. Thông tin chi tiết để link ở ngay bên dưới nhá. Cái điểm tiếp theo sau phần giá đó là những cái điểm trừ. Thì cái điểm trừ lớn nhất của con Samsung Galaxy S24 Ultra là về kích thước của nó. Nó là cái con flagship được gộp lại từ dòng S và dòng Note, nên là kích thước tổng thể của cái con này thì nó khá to anh em ạ. Và chưa hết nhá, con này thì nó lại làm hơi vuông vuông, các góc cạnh ở bốn góc của nó thì hơi nhọn, nên là cảm giác cầm nắm trong bàn tay con này thực sự mình nói luôn là anh em là không thoải mái cho lắm. Nhưng đúng cái là nếu như chúng ta nhìn trực tiếp ở bên ngoài vào thì cái con Samsung Galaxy S24 Ultra này nhìn nó rất đẹp, sang trọng, góc cạnh và nhìn nó có một cái đậm chất nam tính anh em ạ. Mình thấy rằng đại đa số anh em mà mua con điện thoại này thì đều là những anh em con trai không ạ. Còn nếu mà các chị em thì thường chị em sẽ mua con Samsung Galaxy S24 hoặc S24 Plus thì nó sẽ hợp lý hơn, cầm nó mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn và không bị cấn tay như con này. Còn cái điểm trừ tiếp theo nữa ở trên con Samsung Galaxy S24 Ultra thì mình nghĩ rằng là nó đến từ cái phần là tối ưu hóa hiệu năng. Cái này thì mình phải nói thẳng luôn là với con Samsung Galaxy S24 Ultra chúng ta chỉ có duy nhất một phiên bản cấu hình thôi là chạy con chip Snapdragon 8 Gen 3. Mình đồng ý rằng là Samsung họ tối hóa cái phần ứng dụng khá tốt, những cái đơn vị làm app bên thứ ba họ tối hóa ứng dụng rất tốt cho con Samsung Galaxy S24 Ultra này. Tuy nhiên có một điều mà Samsung tới thời điểm này vẫn không thể nào làm hài lòng anh em game thủ nổi, đó là với con này thì nó sẽ bị bóp hiệu năng khá nhiều. Anh em chơi những tựa game ở mức trung bình, chơi những tựa game ở mức khá thì không sao, nhưng mà nếu anh em chơi những tựa game 3A, những tựa game có cái đồ họa cao ấy, thì xác định luôn con Samsung Galaxy S24 Ultra nó sẽ khá thọt. Và mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn tập trung vào phần hiệu năng nhiều, chơi game nhiều thì đây không phải là một con điện thoại phù hợp. Rõ ràng nếu chúng ta nhìn qua những sản phẩm điện thoại chạy con chip Snapdragon 8 Gen 3 như là Xiaomi, Vivo, IQ hay là Realme chẳng hạn, hoặc là OnePlus chẳng hạn, thì rõ ràng là những thương hiệu điện thoại đấy họ sẽ tối hóa cho con chip Snapdragon 8 Gen 3 có khả năng gaming ngon hơn nhiều. Nhưng nói tới đây không phải là con S24 Ultra không phải không ngon nha. Đó, mà Samsung muốn tối hóa con chip Snapdragon 8 Gen 3 theo cái hướng là tiết kiệm năng lượng và cũng như là có một cái mức nhiệt độ phù hợp, không muốn bung hiệu năng, không muốn bung toàn bộ hiệu năng của con chip Snapdragon 8 Gen 3 lên, nên là đây cũng là một trong những cái điểm mà anh em cần phải lưu ý. Và mình nghĩ là con này nó chỉ gọi là đáp ứng được những tựa game ở mức trung bình khá và gọi là cận cao thôi, chứ còn nếu anh em chơi những tựa game như mình đã test thử rồi, Genshin Impact ở cái mức độ họa thấp cộng với lại 60fps mà combat game đã xảy ra nhiều tình trạng giật lag rồi, thì mình nghĩ rằng nếu anh em chơi Genshin Impact ở độ họa cao hơn thì hơi khoai nha. Và cái điểm trừ tiếp theo ở trên con S24 Ultra mình có thể chia sẻ nữa, đó là về cái phần tốc độ sạc anh em ạ. Về viên pin của chiếc máy này nó không thành vấn đề rồi, tại vì pin của flagship mà khoảng tầm 5000 mAh thì nó đáp ứng được khá tốt các nhu cầu sử dụng trung bình hàng ngày của chúng ta. Thời gian on stream liên tục của em này sẽ rơi vào tầm từ 7 đến hơn 8 tiếng tùy vào tác vụ, hoặc là anh em có bật độ phân giải 2K hay là bật độ phân giải Full HD. Nếu mà anh em bật độ phân giải Full HD thì nó sẽ tiết kiệm hơn một chút xíu, còn nếu anh em bật độ phân giải 2K và để cái tần số quét màn hình cao thì nó sẽ đốt pin nhiều hơn. Nhưng trung bình là trong vòng 1 ngày thì anh em có thể dùng con Samsung Galaxy S24 Ultra này khá thoải mái với nhu cầu
cao luôn nha. Đấy, nhưng mà về cái khoản tốc độ sạc ấy thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Là em này mặc dù mức giá của nó đã lên đến khoảng tầm 23 24 triệu rồi, nhưng mà chỉ được trang bị công nghệ sạc nhanh 45W, nó chỉ bằng một nửa hay chỉ bằng 1/3 so với những thương hiệu điện thoại khác. Và anh em phải thấy rằng là những cái con điện thoại trong tầm giá loanh quanh chỉ có tầm 6 7 triệu này đã có sạc nhanh tận là 90W, rồi phân khúc giá khoảng tầm là 8 9 triệu đã có sạc nhanh 80W, 120W, nhưng con flagship điện thoại Android bây giờ thì bèo nhất cũng phải sạc nhanh 120W, và thậm chí là còn có nhiều thành phần cá biệt ấy, thì sạc nhanh tận là 165W, kể cả là 210W cũng đã có rồi. Nhất là cái tốc độ sạc nhanh 45W ở trên con Samsung Galaxy S24 Ultra này thì mình thấy rằng nó không quá nhanh. Đấy, nó chỉ nhanh hơn so với iPhone một chút xíu thôi. Nếu mà nhưng và cái quan trọng hơn là cái sạc nhanh 45W ở trên Samsung ấy thì nó không khác biệt quá nhiều so với cái sạc nhanh 25W. Mình có test thử ấy, thì sạc nhanh 25W anh em có thể sạc từ 0 lên khoảng tầm 57% pin trong vòng 30 phút. Nhưng mà với cái 45W thì anh em sạc từ 0 lên 65% trong vòng là 30 phút thì nó chỉ nhanh hơn khoảng tầm đâu đó là 7-8 phút nếu mà tốc độ sạc ở khoảng thời gian đầu. Còn nếu mà tính tổng về thời gian sạc ấy, thì em này nó chỉ chênh nhau với cái 25W ấy, chỉ có 10-15 phút mà thôi anh em ạ. Nó không thực sự là tạo nên cái sự khác biệt. Và mình đã dùng quen những cái con điện thoại flagship Android như mấy con Vivo này, mấy con Xiaomi quen rồi thì cái tốc độ sạc này mình nghĩ là nó sẽ hơi chậm. Nhưng mà rất là may mắn là do thời lượng sử dụng pin nó trâu nên là em này thì anh em vẫn có thể dùng được khoảng tầm tới cuối ngày và chúng ta về sạc qua đêm thì nó vẫn ok. Có chăng ấy, là nếu anh em kiếm cái củ sạc 45W hỗ trợ công nghệ sạc nhanh TPS 5A và một cái sợi dây cáp có hỗ trợ tốc độ sạc nhanh 5A để sạc cho con Samsung này thì nó sẽ hơi khó một chút xíu. Và một trong những cái điểm yếu ở trên con Samsung này nữa mình đánh giá là nó là vừa một cái điểm yếu mà vừa là một cái điểm cộng, đó chính là cái khoản AI. Cái khoản AI ở trên con S24 Ultra mình không thích ở một điều là nó bắt buộc cần phải sử dụng có kết nối internet. Còn nếu không có kết nối internet thì gần như các bạn sẽ không làm được gì cả, hoặc có chăng á là chỉ một vài những tính năng mà không được gọi là xịn sò cho lắm. Còn tính năng tìm kiếm hình ảnh hoặc là những tính năng liên quan đến chỉnh sửa hình ảnh khác bằng AI ấy, thì mình nghĩ rằng là nó cũng không phải là cái đột phá gì hoặc là một cái cải tiến gì đó quá đáng kể cả. Nói chung là tính năng đấy thì có cũng được mà không có thì cũng không sao. Tính năng mà mình thấy là hay ho nhất mà có thể áp dụng nhiều vào cuộc sống đó chính là tính năng tóm tắt văn bản để chúng ta có thể rút ngắn được cái đoạn hội thoại, hoặc là chúng ta rút ngắn được cái một cái bài báo, một cái trang web nào đấy để có thể nắm được những thông tin chính. Rồi còn cái tính năng tiếp theo ở trên AI mình nghĩ rằng nó hay đó là chính là chúng ta có thể dịch được cuộc gọi đàm thoại hai chiều để có thể đặt phòng khách sạn này, hoặc là chúng ta đi du lịch ở nước ngoài Thái Lan hoặc những nước gì đấy chúng ta nghe gọi nhưng mà lại không thể nào hiểu được tiếng của nước bạn thì dùng cái tính năng dịch thuật ở trên Galaxy AI nó sẽ hợp lý. Rồi và bây giờ thì mình sẽ đến với những cái điểm cộng ở trên con Samsung này mà mình đánh giá là Samsung đang làm rất ngon. Cái điểm cộng lớn nhất, cái điểm ăn tiền nhiều nhất ở trên con Samsung Galaxy S24 Ultra mà nó đập ngay vào mắt chúng ta khi mà trải nghiệm đó là về khoản màn hình. Con Samsung Galaxy S24 Ultra này có một cái màn hình thực sự phải nói rằng là chất lượng anh em ạ. Dynamic AMOLED, độ phân giải của nó sẽ là 2K và tần số quét của nó sẽ là 120Hz. Năm nay thì Samsung không làm màn cong nữa mà chuyển qua màn phẳng. Đó, và với cái màn hình phẳng này thì mình thấy nó cho cái trải nghiệm sử dụng tốt hơn so với điện thoại màn hình cong khá nhiều. Thứ nhất là tất cả nội dung hiển thị nó sẽ không có bị bóp méo. Với những chiếc điện thoại màn hình cong nhé, ở cái phần chi tiết hình ảnh ở phần cạnh viền này, hoặc là khi mà chúng ta sử dụng mà chúng ta có những cái tấm ảnh nhỏ ở phần cạnh viền này thì nó sẽ bị cong và thậm chí là nó sẽ bị hơi có viền đen nhẹ. Nhưng mà trên Samsung Galaxy S24 Ultra thì nó là một cái màn hình phẳng hoàn toàn. Đó, chất lượng hiển thị của nó rất tốt. Màn hình AMOLED thì độ sáng cực kỳ cao, rồi màu sắc các thứ hiển thị cũng rất là ngon. Nên là về cái chất lượng hiển thị của con này thì mình đánh giá là nó là quá ngon rồi. Và đặc biệt là mình cũng rất ít thấy những cái con điện thoại màn phẳng mà nó lại có bốn cái cạnh vuông kiểu kiểu như thế này. Và trước đây thì mình đã từng ấn tượng ở trên những con điện thoại đến từ nhà Nubia ZTE chẳng hạn, vì nó là một cái màn hình rất vuông vắn, nhìn cực kỳ đẹp. Và Samsung ấy thậm chí là nó còn làm tốt hơn thế, vì nó vẫn có cái vuông vắn đấy nhưng mà chất lượng hiển thị của nó thì lại tốt hơn. Và một điều nữa mình thấy nâng cấp ở trên cái màn hình này đó là chính là tốc độ nhận diện vân tay của nó đã tốt hơn nhiều rồi. Ở trong những video trước mình nói về con S24 Ultra thì có rất nhiều anh em comment bảo rằng là cái vân tay này chính là cái kém nhất ở trên con Samsung, tại vì nó sử dụng cảm biến vân tay siêu âm nên là khi mà chúng ta dán cường lực ấy thì cái vân tay của nó sẽ lúc được lúc không, hoặc là cần phải dán một cái miếng cường lực gì đấy thuộc loại xịn sò thì nó mới có tốc độ mở khóa vân tay nhanh. Nhưng mà đây cho mọi người xem luôn này, mình đang sử dụng một miếng kính cường lực cũng tương đối dày và tốc độ mở khóa vân tay của em này vẫn cực kỳ nhanh. Nó không khác gì so với cái cảm biến vân tay quang học cả. Nhưng cái hay của cảm biến vân tay siêu âm ấy đó chính là khả năng bảo mật của nó cao hơn, cũng như ấy, là
khi mà anh em sử dụng ở trong điều kiện tối, anh em sẽ nhận ra là cái điều đó là cảm biến bên tai quang học khi mà chúng ta chạm vào nhá, nó sẽ chiếu một cái tia ánh sáng rất lớn để có thể quét được cái bề mặt vân tai. Còn với cái cảm biến bên tai siêu âm ấy thì nó sẽ dùng sóng siêu âm rồi, nên là nó không cần phải bật ánh sáng, không cần bị gì làm gì cả, nên là sẽ không gây chói mắt nếu như chúng ta mới ngủ dậy hoặc chúng ta sử dụng điều kiện là điện thoại mở khóa trong bóng tối chẳng hạn. Đây là một trong những thứ mà nếu anh em nào dùng điện thoại sử dụng cảm biến vân tai siêu âm, anh em sẽ nhận ra được điều này. Và ngoài ra nữa, với cái màn hình của Samsung Galaxy S24 Ultra thì một trong những điểm mình cực kỳ thích đó là cái khả năng chống chói. Khả năng chống chói của Samsung Galaxy S24 Ultra rất tốt, nó gần như là vượt trội trong tất cả các thể loại điện thoại mà anh em có thể tìm thấy được. Tuy nhiên với cái màn hình chống chói này thì nếu như anh em dán cái cường lực lên ấy thì nó lại không khác gì so với những con điện thoại khác cả. Nếu mà anh em dán một cái kính cường lực bình thường lên thì nó sẽ mất đi cái khả năng chống chói, nên mình nghĩ rằng là Samsung cũng nên phát triển một cái loại cường lực, hoặc là anh em nên dán một cái loại phim của nhà Samsung để giữ nguyên cái khả năng chống chói thì sử dụng ngoài trời sẽ ngon hơn rất nhiều. Và một trong những điểm mình thích ở trên Samsung nữa đó là con điện thoại này nó không phải tấu hóa về phần hiệu năng tốt nhất, nhưng nó tấu hóa về phần mềm ấy, yếu tố phần mềm mà tấu hóa chắc các ứng dụng ấy là cực kỳ ngon anh em nha. Anh em sẽ rất khó để tìm được những con điện thoại có thể chơi Liên Quân 120 FPS nếu không can thiệp thủ công, tức là chúng ta dùng trick, chúng ta dùng những cái phần mod vân vân. Và kể cả tựa game trung bình nặng như là PUBG Mobile thì anh em cũng có thể chơi được mức là 90 FPS hay là 120 FPS. Đây là điều mà hiếm có một con điện thoại Android nào có thể làm được. Ở trước đây thì mình đã thấy OnePlus có thể bật được mức 90, nhưng mà sau này 120 FPS thì chưa biết là có chơi được hay không. Còn những dòng điện thoại Xiaomi hoặc là Poco hoặc là Vivo, iQOO hay là những thể loại điện thoại gì đấy thì ở thị trường quốc tế nó vẫn chưa tối ưu để có thể chơi được 120 FPS. Còn với Samsung Galaxy S24 Ultra thì anh em đã có thể chơi được Liên Quân 120 FPS là chắc chắn này, và PUBG là anh em chơi được ở mức là 90, thậm chí là 120 FPS rất ngon lành rồi. Nên là về cái khoản tấu hóa game ứng dụng thì anh em yên tâm, Samsung là một trong những thương hiệu điện thoại mà tấu hóa game ứng dụng khá là tốt. Và cũng như Samsung là một thương hiệu lớn nên là các nhà làm game, các nhà làm app ấy sẽ ưu tiên tấu hóa cho những con điện thoại mà có cái dung lượng thị trường lớn, có nhiều người dùng trước, rồi sau đó thì mới tới những thương hiệu bên thứ ba, rồi sau đó thì mới tới những thương hiệu tiếp theo có cái dung lượng thị trường nó ít hơn. Rồi, và ngoài ra phần mềm của Samsung làm cũng cực kỳ ngon. Anh em sẽ không thấy cái việc là Samsung nó gặp tình trạng lỗi vặt, Samsung không bị trễ thông báo, và cái tính tối ưu hóa ứng dụng ở trên Samsung ấy thì cực kỳ ngon. Nên là nếu anh em nào đang cần sự ổn định, đang cần mượt mà không thích iPhone ấy thì Samsung chính là cái lựa chọn gần như là duy nhất luôn. Còn các dòng điện thoại kia, thứ nhất là dòng flagship sẽ không bán chính hãng ở Việt Nam. Nếu mà bán thì mức giá của nó đắt lòi kèn ra. Và nếu mà có bán nữa thì cái phần mềm của nó thực sự cũng không được ổn định cho lắm, không được ngon hẳn. Còn với Samsung thì mình chưa thấy anh em nào chê ở yếu tố này luôn. Và một trong những cái điểm nữa ở trên con Samsung mà mình đánh giá nó không làm rất tốt đó là tính năng độc quyền cây bút S Pen. Với cái bút S Pen ấy thì nó sẽ giúp chúng ta có thể là làm được rất là nhiều thứ, ghi chú, viết lách, chuyển văn bản, chuyển cái chữ viết thành văn bản này, hoặc là chúng ta có thể có những tính năng điều khiển từ xa như là chụp ảnh nhóm, rồi chúng ta có những cái chương trình điều khiển bằng cây bút từ xa chẳng hạn, nó sẽ rất là hay ho. Và nếu mà bạn nào đã dùng qua S Pen rồi thì mình nghĩ rằng là điện thoại tiếp theo mua vẫn sẽ là một điện thoại có hỗ trợ S Pen thôi. Và đến một điều nữa đó là cái cụm camera trên Galaxy S24 năm nay thì nhiều anh em bảo rằng là camera của Samsung này, camera của Samsung kia, nhưng mình nói thật, camera của Samsung chưa bao giờ là nhất cả. Nhưng để nói camera điện thoại của Samsung xấu ấy thì không anh em nha. Năm nay Samsung Galaxy S24 Ultra đã thay đổi một chút xíu về cấu trúc của cụm camera. Trước đây là sẽ bao gồm camera tele 3x cộng với cái việc là chúng ta sẽ hỗ trợ camera tele 10x, nhưng năm nay chúng ta chỉ có camera tele 3x và camera tele 5x mà thôi. Thực sự đây cũng là một trong cái điểm mình khá là buồn, vì nếu như có camera tele 10x zoom ấy thì nó sẽ cho chúng ta cái khả năng zoom quang học tốt hơn, kết hợp cùng với thuật toán diện zoom điện tử ấy, thì nó sẽ thu lại được chi tiết ngon hơn. Nhưng mà nó đã mất cái camera tele 10x zoom rồi. Với cụm camera hiện tại thì mình thấy nó vẫn đa năng, mặc dù là cái cụm camera tele này nếu chúng ta xét đến cái khả năng là chụp ảnh độ chi tiết này hoặc chụp ảnh cận này nó sẽ thua so với những dòng điện thoại Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà nếu anh em nào chụp ảnh chân dung hoặc là chúng ta chụp ảnh ở tiêu cự 3x, tiêu cự 5x thì mình nghĩ rằng là cái chất lượng hình ảnh này, cái màu sắc cho ra ở trên con Samsung Galaxy S24 Ultra thì nó vẫn không làm cho các bạn thất vọng. Đặc biệt là màu sắc của Samsung ấy thì nó tone khá là hài hòa, nó sẽ thiên hơi về rực rỡ một chút xíu để các bạn có thể chụp xong ấy là các bạn có thể úp lên mạng xã hội được luôn. Còn về cái phần cam chính của con này, độ phân giải của nó sẽ là 200 chấm, có khả năng chống rung quang học ở gần như là cả 3 ống kính camera. Và với cái độ chi tiết, thuật toán phần mềm camera ở trên Samsung ấy thì mình nghĩ rằng là nó là phù hợp cho đại đa số người dùng của chúng ta. Ngoài ra thì về khả năng quay video thì mình đánh giá một cái hay ấy, là Samsung cũng là một trong những nhà sản xuất
mà có thể cho phép chúng ta quay video ở độ phân giải 4K60, và chúng ta có thể là tùy chỉnh các ống kính liên tục. Và anh em thấy này, mình sẽ chuyển từ 1x này sang 0.6 này, sang 3x, sang 5x này, và nó vẫn có một cái độ mượt nhất định và không cần phải cắt video để chuyển ống kính. Về phần camera selfie ở trên con Samsung này, mình đánh giá nó làm cũng rất là ok. Sẽ có độ phân giải camera selfie là 12 chấm, nhưng cũng là một trong những con flagship duy nhất hiếm hoi mà có thể quay được video ở độ phân giải là 4K60, tương tự như iPhone. Ngoài ra thì bây giờ một số dòng điện thoại Android mà flagship Trung Quốc ấy thì cũng đã dần dần update tính năng này rồi. Nhưng mà xét về cái chất lượng quay video từ camera selfie ấy, thì vẫn còn thua kém Samsung rất là nhiều anh em nhé. Nói chung về phần camera thì nếu mà để so sánh một cái yếu tố nào đấy so với những dòng điện thoại Trung Quốc như là cảm biến 1 inch thì Samsung sẽ không bằng. So với cái độ chi tiết ở phần camera tele, Samsung cũng sẽ không bằng. Nhưng nó về độ cân bằng hài hòa giữa cái phần camera này, Samsung chưa phải tốt nhất nhưng đang làm rất tốt và phù hợp với đại đa số người dùng phổ thông của chúng ta. Và ngoài ra nữa, khi mà chúng ta đã mua điện thoại lên đến hàng chục triệu rồi thì cái yếu tố hàng chính hãng và được bảo hành là một trong những yếu tố rất quan trọng. Nếu mà để mua điện thoại trang phức cục giá khoảng tầm 20-30 triệu thì bây giờ nếu chúng ta không mua iPhone 15 Pro Max thì chúng ta cũng chỉ có Samsung Galaxy S24 Ultra, hoặc có thêm một cái lựa chọn mới đó là con Xiaomi 14 Ultra. Nhưng mà xét về cái độ ổn định, xét về cái tính gọi là lâu dài thì không thể nào ngon bằng so với con Samsung Galaxy S24 Ultra này được. Ngoài cái việc là bảo hành của Samsung ngon ra thì còn một yếu tố nữa, đó là với cái phần là tìm kiếm phụ kiện này, linh kiện thay thế này, rồi làm gọi là chúng ta thay thế những linh kiện trong thời gian sử dụng sau này ấy, thì Samsung vẫn đảm bảo hơn cho chúng ta ở yếu tố đấy. Nói chung á, là với con Samsung Galaxy S24 Ultra, mình đảm bảo rằng nó chưa phải là nhất ở bất cứ một yếu tố nào cả. Đấy, nó chưa phải là nhất về phần hiệu năng, nó cũng không phải là tốt về phần camera, nó cũng không phải là một trong những con điện thoại có cái tính năng hay ho và nhiều tính năng nhất. Nhưng mình đánh giá rằng đây là một con điện thoại hài hòa. Nó ổn định ở phần mềm, nó ổn định ở cái phần hiệu năng, nó ổn định ở phần camera, nó có một cái thời lượng pin đủ dùng và một công nghệ sạc vừa đủ nhanh. Đấy, thì nếu như anh em không thích iPhone thì mình vẫn khẳng định lại Samsung Galaxy S24 Ultra nó đang là quá ngon anh em ạ, và nó sẽ phù hợp cho đại đa số người dùng của chúng ta. Ok, anh em nghĩ sao về con Samsung Galaxy S24 Ultra này thì đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét ở ngay bên dưới nhé. Và nếu anh em đã quan tâm về em nó thì đường link mua hàng mình cũng sẽ để ngay bên dưới cho anh em luôn. Còn bây giờ thì bye bye anh em.